Xin chào quý các bạn đã đến với kênh YouTube của bóng đá. Đây là tin nóng bóng đá ngày 17 tháng 11, tức là một ngày sau khi đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển quốc gia Philippines. Chiến thắng này giúp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam có một bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 ở trận ra quân bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam tạm thời xếp thứ 2 sau Iraq ở bảng đấu này. Ngoài ra, kết quả cũng giúp đội quân của huấn viên Chu Xie nhận về số điểm lớn trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể theo tính toán của Footy Ranking, đội tuyển Việt Nam hạng 94 thế giới được FIFA cộng thêm tới 9,21 điểm, dù hơn Philippines tới 44 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, qua đó nâng tổng số điểm lên 1.245,46 điểm. Với điểm số này, đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc từ vị trí 94 lên 92 thế giới. Đây cũng là thứ hạng FIFA cao nhất đội tuyển Việt Nam từng đạt được dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ phải chờ hết trận đấu với Iraq vào ngày 21 tháng 11 tới để biết được vị trí chính thức của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA sau khi tháng 11 khép lại. Nếu thắng Iraq, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng tới 15,12 điểm, hòa được cộng 2,62 điểm và thua bị trừ 9,88 điểm. Dù đã kết thúc hành trình ở Philippines với chiến thắng 2-0 trên sân Rizal Memorial, tuy nhiên thầy trò Philippe Chuje vẫn nán lại đất nước này thêm một ngày. Vậy tại sao Văn Toàn cùng các đồng đội lại không trở về Việt Nam ngay lập tức mà lại ở lại một ngày, thậm chí đến tối muộn hôm nay đội tuyển Việt Nam mới về nước? Theo đó, lý do là bởi đội tuyển Việt Nam mới trải qua một trận đấu căng thẳng trên mặt sân cỏ nhân tạo của Philippines. Do đó, huấn viên Chu Xie muốn các cầu thủ có thời gian hồi phục trước khi xách vali về nước chuẩn bị cho lượt đấu kế tiếp gặp Iraq vào ngày 21 tháng 11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã tham gia tập gym cũng như thả lỏng bên hồ bơi. Các bài tập dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Cedric Rogers giúp các cầu thủ hồi phục thể lực, tạo được sự thoải mái, thư giãn về tinh thần. Nhóm các cầu thủ thi đấu nhiều trong trận đấu với Philippines cũng như những gương mặt ít được thi đấu hoặc chưa có cơ hội ra sân đều được đưa giáo án tập hồi phục một cách hợp lý. Nhờ vậy, tất cả đều có cảm giác thoải mái cũng như tạo được sự hứng khởi hướng đến trận đấu kế tiếp. Còn nhớ tối qua, huấn viên Chu Xie đã có những trao đổi rõ ràng với các cầu thủ nhằm giúp họ hiểu được việc dùng người của nhà cầm quân người Pháp. Ông nói, tôi đã thực hiện sự thay đổi người sau hiệp 1. Tôi muốn nói rõ với các bạn rằng đó là thay đổi vì lý do chiến thuật. Với vai trò là huấn viên trưởng và chịu trách nhiệm về diễn biến trên sân, nên tôi buộc phải đưa ra quyết định khác nhau. Đó là một phần trong công tác huấn luyện. Ngoài khía cạnh con người, còn liên quan đến việc vận hành tập thể. Chúng ta là một đội, thành công không đến từ cá nhân mà đến từ tập thể. Hôm nay có thể các bạn được chọn, nhưng ngày mai là câu chuyện khác. Cách tiếp cận sẽ khác trước mỗi đối thủ, đấu pháp cũng khác. Các bạn cần luôn sẵn sàng. Giờ chúng ta hãy cùng nghe xem các cổ động viên của Đông Nam Á nói gì về chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Philippines. Sau trận đấu, đông đảo cổ động viên Đông Nam Á đã gửi lời chúc mừng đến chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Chúc mừng Việt Nam từ Malaysia, làm tốt lắm Việt Nam, lời chúc từ Thái Lan. Tài khoản Batan Suren viết, tôi muốn Việt Nam ghi nhiều bàn thắng hơn nữa trước đội bóng gồm nhiều cầu thủ mang nhiều dòng máu nước ngoài như Philippines. Trong khi đó, một cổ động viên Thái Lan bình luận, Việt Nam xứng đáng là số 1 Đông Nam Á. Một ý kiến khác bày tỏ, tôi tưởng Việt Nam phải ghi thêm được nhiều bàn vì đối thủ là Philippines. Bên cạnh những lời chúc mừng của các cổ động viên đến từ Thái Lan, Indonesia và Malaysia, cổ động viên Philippines cũng thể hiện sự tâm phục khẩu phục khi đội nhà thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Philippines sẽ không bao giờ thắng được Việt Nam. Bóng đá Philippines chỉ là trò chơi may rủi. Ở đấu trường châu Á, Đông Nam Á, chúng ta chỉ là những đội bóng lắc đường, không bao giờ thắng. Cổ động viên Kenji viết, một cổ động viên khác thì bày tỏ, chờ mong sự trở lại ngoạn mục giống như những gì Philippines đã làm được vào năm 2010 tại Hà Nội. Với 3 điểm có được trước Philippines, đội tuyển Việt Nam có được sự tự tin cao độ trước cuộc tiếp đón Iraq vào ngày 21 tháng 11 tới. Trong khi đó, Philippines sẽ tiếp tục chơi trên sân nhà với Indonesia. Phút 80 trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có pha tranh chấp bóng với cầu thủ Tabinas Jefferson. Ở tình huống này, hậu vệ Tabinas Jefferson đã chủ động phá bóng lên nhưng sau đó chân của anh đã vung lên cao và khiến ngôi sao của tuyển Việt Nam bị đau ở vùng hông. Ngay sau đó, Văn Toàn đổ gục xuống sân, không thể tiếp tục thi đấu và được đưa ra bằng cáng. Ban đầu nhiều người cho rằng ngôi sao sinh năm 1996 đã dính chấn thương nặng. Nhưng theo thông tin trong sáng ngày 17 tháng 11, Văn Toàn chỉ bị đau ở vùng mềm và anh vẫn có thể tập luyện bình thường cùng toàn đội. Việc cựu sao Hoàng Anh Gia Lai không dính chấn thương quá nặng là tin rất vui với huấn luyện viên Chu Xie khi tới đây tuyển Việt Nam sẽ có màn so tài cùng Iraq. Trong cuộc đọ sức với Philippines vào tối ngày 16 tháng 11, Văn Toàn đã thi đấu rất xông xáo khi tích cực lùi xuống để phối hợp cùng đồng đội, tranh bóng, hút người và có một pha lập công. Cầu thủ người Hải Dương cũng nhận giải thưởng xuất sắc nhất trận và được trang FlashScore chấm điểm cao nhất trên sân 6,8 điểm, ngang với người đồng đội Nguyễn Đình Bắc.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Iraq trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11 tới đây trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, Ban Quản lý Sân Vận động Mỹ Đình đang gấp rút hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng. Theo ghi nhận của phóng viên bóng đá ngày 17 tháng 11, do thời tiết Hà Nội đã trở lạnh nên cỏ có phần bị khô. Hiện tại, những công nhân chăm sóc cỏ tại sân Mỹ Đình đang tích cực làm việc để đảm bảo mặt cỏ tốt nhất cho các cầu thủ tập luyện và thi đấu. Dự kiến từ nay cho đến trước ngày 21 tháng 11, công tác chăm sóc mặt cỏ, từ bón phân tới nước sẽ được thực hiện kỹ càng hơn nữa, nhằm đáp ứng tốt nhất điều kiện, tránh những sự cố không đáng có làm ảnh hưởng đến chuyên môn trận đấu. Trong khi đó, các hạng mục khác cũng được sửa sang kỹ lưỡng. Theo quan sát, ghế tại các khán đài khá khang trang và sạch sẽ. Các công nhân vệ sinh đã dọn dẹp rác trên khán đài cũng như phía bên ngoài hành lang. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam đá trên sân nhà Mỹ Đình là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Thái Lan, diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2023. Khi ấy hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều. Dưới thời huấn luyện viên Chu Dê, tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận giao hữu như lần lượt trên sân Lạch Tray Hải Phòng gặp Hồng Kông Trung Quốc, sân Thiên Trường Nam Định gặp Syria và Palestine. Thông tin này cũng đã khép lại video tin nóng bóng đá ngày 17 tháng 11 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Nếu mọi người cảm thấy hay, hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.